Này, bật lên cho các bạn coi nha, độ sáng nè. Khủng khiếp chưa? Sáng khủng khiếp luôn. Đó, à, không thể nào mà chê được với con này nữa. Giá 1,8 triệu, quá xuất sắc. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Xem Shop. Mình là Tính 90. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với con Đúc 390 này. Con này sẽ làm khá là nhiều ở bên mình. Thì bây giờ đầu tiên là sẽ làm bên phần điện trước. Thì phần điện sẽ là lắp một mạch V2, hai cây đèn Kenju 40V2 và lắp thêm cặp xi nhan sau nữa. Rồi, mạch V2 thì anh khách có nhu cầu là tích hợp vô đèn chính luôn, tích hợp vô đèn pha, khi bật pha lên đèn sáng và bắt xin luôn. Thì mình sẽ đi mạch V2. Đây là mạch V2 anh mình. Mạch V2 anh mình thì giá có giá là 300.000 khi đi kèm với đèn nha. Một cái mạch V2, hai cây đèn Kenju 40V2. Đây, hai cây đèn Kenju 40V2. Công suất là 40W một con giá 1,8 triệu, hai con là 3,6 triệu. Thì anh khách sẽ có nhu cầu là bắt cái đèn nằm ở chỗ này. Hai đèn nằm ngay chỗ này. Thì mình sẽ chế một cái bát từ con ốc này ra. Đây, mình sẽ dựa vô con ốc này để mình đẩy hai cái bát ra dài ra có khoảng như đây. Rồi, mình sẽ bắt cái đèn nằm đây. Và cặp xi nhan sau, cặp xi nhan L26 đỏ. L26 đỏ này là 500.000 một cặp nha các bạn. Và đi kèm với cặp L26 đỏ này là cặp lông đền xi nhan. Thì khách lấy màu đen thì cặp lông đền xi nhan đó có giá là 50.000. Do lắp hai đèn nên sẽ lấy thêm một cái dây chuyển đèn giống vậy nữa. Thì anh khách đã lắp đèn, lắp xi nhan thì anh khách có mua thêm bên mình nữa là một cái túi Lobu 66 lít. Túi này bên mình mới nhập về nha. Đây, cái túi này có giá là 950.000, thì nó là của hãng Lobu chứ không giống như là của Motorwork. Thì cái túi này nó sẽ có 3 phân khúc. Thứ nhất là 40 lít, thứ hai là 50 lít và thứ ba là 66 lít, nó không có 90 lít nha. Nhưng mà cái 50 lít á, cái túi 50 lít á là cái túi cao cấp. Thì cái túi 50 lít nó tới 1,5 triệu lận. Còn cái túi Lobu này á là 66 lít nhưng mà túi này chỉ có 950.000 thôi. Đây là cái túi Lobu 66 lít. Màu đen nha, bên mình 66 lít bên mình chỉ nhập màu đen thôi. Rồi, với lại á, xe anh khách bị xé sườn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình coi và bên mình sẽ nhận là làm trung gian. Thì chuyên phục hồi những cái này. Đây, để mình mở cái yên ra. Đây, cái đuôi sườn ngay cái đèn sau nó bị xé sườn ngay chỗ này đây. Thì anh khách có nhu cầu là hàn sườn lại. Cái này cái quan trọng nhất như cái sườn xe là cái cần phải cứng cáp nhất, cho nên phải làm cái này lại. Phần nữa là sẽ kiểm tra cái cụm này đi kèm với làm đèn. Thì cái cụm này nó bị cái tình trạng là nhấn không ăn. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi. Cụm này là cụm zin theo xe luôn nha. Còi thì nhấn lúc kêu lúc không. À, giờ là nhấn không kêu luôn. Rồi, xi nhan thì bình thường chỉ có cái nút còi là nó bị hơi bị không ăn. Thì mình sẽ tháo ra cái cụm ra mình kiểm tra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Moments later. Hello các bạn, thì mình đã làm xong con Đúc 390 này nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cái đèn này cho các bạn xem chức năng của nó nha. Con xe này lắp là không thêm công tắc gì luôn, đi theo cùm zin luôn, sử dụng mạch V2 của đèn chạy sáng bình thường. Xe phân khối lớn nhưng mà guarantee thái nha các bạn. Đây, khi mình bật pha lên, đèn chạy sáng sẽ sáng, đồng thời đèn pha sẽ sáng nha. Đèn pha, đèn chính sáng, đồng thời hai cây Kenju 40V2 này sáng. Mình chỉnh cái góc đèn là đi song song với nhau, cho nó vô xéo vô xíu thôi, thì ra ngoài đường nó sẽ vừa, rất là vừa đi luôn. Rồi, bát xin thì bát xin cơ, bát xin theo nút bát xin giờ sáng luôn, pha vẫn bát xin được, tắt cho bát xin được. Nhưng mà lưu ý là chỉ bát xin hai cây giờ sáng thôi nha, không có bát xin đèn chính này. Đây là hai nút pha cos và nút bát xin của đèn giờ sáng nha, đồng thời là nút zin của tan pha hai cây lên, hai cây Kenju 42 lên bát xin. Thì nó chỉ bắt xin hai cây chở sáng thôi, nó không bắt xin đèn chính. Công suất hai con này rơi vào khoảng hai con cộng lại thì khoảng 7 mấy W. Đây là cặp xi nhan sau là 26 nha các bạn. Đó, gắn vừa hít với cái cản cái
cái cản của khách luôn. Cái cản của khách thì cái cản này chắc là phải làm lại rồi. Nếu mà làm lại nó sẽ không đụng với xi nhan đây nữa, giống như xi nhan đây nè, vừa hết luôn. Là 26 đỏ, đem bật xi nhan bạn coi nha. Khi bật xi nhan lên á thì cái xi nhan nó sẽ nháy vào cái là cái đờ mi nó tắt. Sau đó các bạn tắt xi nhan, nó sẽ trở về đờ mi màu sáng, màu đỏ luôn sáng. Bên này cũng vậy. Rồi. À, thì mấy bạn lưu ý á, là mạch bên mình đi là full jack code hết. Các bạn khi các bạn mua về các bạn vẫn có thể lắp rất là dễ dàng. Thì với con đúc này thì bên mình đã có mạch V2 cho hai cái đèn chở sáng, có công tắc on off và batch sinker, nhưng mà bên mình sẽ đã làm được là tích hợp vô cùng zin luôn, thì đã cắm trả như zin luôn. Các bạn nếu các bạn có mua về lắp á, thì các bạn vẫn thể lắp được rất là dễ dàng nha. Thì có một cái giác cắm trả trên đây, cắm trả vô trong cồn. Rồi bình kéo mạch đó thì để dưới bình thôi. Thì con này cũng lắp khá đơn giản, cái do cái khung sườn của nó chống nó chảy á, thì mình luồn dây đi theo bó dây điện zin thôi, sau đó rút lại gọn gàng giống như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chạy một vòng và test độ sáng hai con Kenzo 40V2 này cho các bạn xem nha. Rồi giờ mình sẽ đi test độ sáng cho bạn xem nha. Rồi vô mấy cái đường vắng vắng vậy bật lên là mới sáng dữ đó. Để qua ở đây coi. Ồ, 2K40V2 nha. Đi giày thứ gì chịu nổi. Oh my god. Thì giá của hai con đèn là 3,6 triệu, kèm với bộ mạch 300,000. Và công con này nếu mà mình tính công lắp đặt thì là 150,000 thôi. Chỉ có 150,000 công lắp đặt. Nhưng trong tháng 6 này thì shop mình đang recon nha các bạn. Thì sau khi mình làm đèn và mạch cho con này xong thì anh sếp của mình sẽ đi bùa đó, các gọi là bùa xe đó các bạn. Nhưng mà bùa xe này, làm xe này lại thì chỉ để cho anh chủ xe đi thôi nha, chứ không có ấy, không có bán. Tầm chiếu xa của con này với công suất 40W của Kenzo 40V2 là cỡ khoảng 100m đó nha các bạn. Khi các bạn đi cái đường xa giống vậy. Đây, tất cả cái đèn biến hiệu trước là nó sẽ hiện ra hết cho các bạn luôn. Đây, độ sáng nè, khủng khiếp không? Bao đi tour. Các bên mình á, khi các bạn mua đèn và mạch đi kèm thì bên mình sẽ tặng cho mỗi một con đèn là một cái len vàng nha. Thì cái len vàng đó nó rất tiện cho việc đi mưa và đi sương cho các bạn. Thì các bạn đi các bạn chụp vào đi nó màu vàng rất là đẹp. Đây, bật lên cho các bạn coi nha, độ sáng nè. Khủng khiếp chưa? Sáng khủng khiếp luôn. À, không thể nào mà chê được với con này nữa. Giá 1,8 triệu, quá xuất sắc. Rồi, video của mình thì đến đây thôi. Hôm nay mình sẽ kết thúc clip trên việc test xe nha, chứ không có kết thúc clip như mấy cái clip trước, mấy video trước là mình chỉ làm thôi, mình không có test. Tại vì do hôm nay khách để xe lại với lại làm nhiều quá, cho nên mình test độ sáng cho các bạn coi luôn. Với lại trong mùa dịch này các bạn ra đường thì các bạn nhớ đeo khẩu trang vào nha. Đeo khẩu trang, thực hiện 5K nha, quy tắc 5K để cho cái thành phố của mình bớt dịch lại nha các bạn. Do tình hình dịch căng quá rồi, giờ công việc thì ai cũng bị trễ nải hết á. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thấy video mình hay, nhớ like và subscribe cho kênh Xem Shop đó nha. Đừng quên chia sẻ nữa nha các bạn. Chia sẻ để cho kênh của mình phát triển hơn. Nếu các bạn cảm thấy bên mình mà dịch vụ gì chưa tốt ha, thì các bạn cứ để comment ở phía dưới nha, để bên mình sẽ khắc phục lại và phát triển cho cái kênh Xem Shop nó lớn mạnh hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình đến đây kết thúc. Bye bye.